Xin chào tất đồng em. Rồi đầu video em đã quay cho mọi người xem về cái cách thức vận hành của một chiếc xe nâng 3 tầng nó như thế nào rồi. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người xem cái kích thước cụ thể nó ra sao để mọi người tham khảo. Mọi người ứng dụng vào công việc phù hợp thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em nhé. Về cái phần kích thước khi rút gọn tổng thể rộng là 1m2, chiều cao khi rút gọn là 2m55, chiều dài bộ chân di chuyển trước là 1m. Phần thiết kế của càng nâng thì mọi người có thể thu hẹp lại và nới rộng ra. Chiều dài của bộ tay nâng là 70. Con này thì đặt theo yêu cầu bác khách thì bác yêu cầu kích thước của càng nâng ngắn thôi. Đấy. Kích thước và thông số này thì mọi người có thể điều chỉnh theo yêu cầu được. Phần bánh xe di chuyển, bánh trước là di chuyển thẳng, bánh sau là thiết kế xoay 360 độ. Toàn bộ thiết kế của mẫu xe nâng này thì bên em có thiết kế bắt ốc tháo rời, thuận tiện trong cái quá trình mình cần di chuyển và vận chuyển con đường xa và nhỏ gọn. Đối với cái mẫu thiết kế xe nâng này thì mức tải ở cao độ 5m thì nó có thể lên 200 cân. Cao độ tầm 1m, 1m rưỡi thì mọi người có thể lên tối đa 700 cân. Còn khung của mẫu xe nâng này thiết kế khung ngoài là U12, trong thì là U10 và U8, cực kỳ dày dặn chắc chắn, đảm bảo mức tải. Khả năng sử dụng thì mọi người tùy nhu cầu thì yêu cầu tải nặng hơn hoặc là nhẹ hơn thì bên em sẽ thiết kế khung nó phù hợp. Đối với cái mẫu thiết kế này thì bên em đã thiết kế thêm cái bộ chân chống lật, trong trường hợp một người cần đảm bảo an toàn hơn, một người có thể lắp chân chống lật. Như bình thường thì mẫu này là rộng 1m2 thì nó cũng khá là vững vàng chắc chắn rồi. Thực tế khi mà nâng hạ cũng chả cần. Các bạn là đảm bảo hơn thì một người lắp vào thôi. Cái mẫu này thì theo bác yêu cầu bác khách thì bác yêu cầu làm thêm chân di chuyển. Khi mọi người đặt nằm cái mẫu xe nâng này xuống thì có bốn bánh chờ bốn góc đấy, sẵn sàng di chuyển kéo vận hành khi mọi người cần di chuyển những cái địa điểm xa mà nặng đấy, đẩy nó vất vả thì mọi người có thể đặt nằm xuống để di chuyển. Phần thiết kế của mẫu xe nâng này thì toàn bộ bên em thiết kế toàn sắt và bi tiện hết các chi tiết, ví dụ như bi cáp dẫn hướng rồi bi chạy dây, bi chạy cáp. Đây là cái dẫn hướng của khung mẫu xe nâng này, đảm bảo khi một người vận hành thì nó vận hành một cách trơn tru và mượt mà nhất. Phần cáp sử dụng là cáp 8 nên là bên em có thiết kế thêm cả bi dẫn hướng, khi vận hành thì lên hạ cực kỳ mượt mà nhẹ nhàng. Lên người cao độ cái cao độ 5m có được cài đặt sẵn rồi thì nó chạm vào cái con công tắc ngắt hành trình, nó sẽ tự ngắt thôi, không thể làm vượt quá khung được, nên là rất đảm bảo an toàn khi mọi người sử dụng. Thiết kế 3 khung. Ok, đây là cái phần motor. Motor thì bọn em lắp là cái motor nó dư tải tới 220V, PA 1500, tới 1,5 tấn, rất an toàn và cực kỳ khỏe. Ok, mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Có ý kiến đóng góp gì về các dòng sản phẩm bên em thì mọi người có thể comment bình luận phía dưới. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Trong những video em sau em sẽ giới thiệu chi tiết về những cái mẫu khác nữa, thì mọi người cứ nán xem hết video và xem những cái sản phẩm khác tại kênh của em nhé. Chào mọi người.